Hello, chào các bạn đã trở lại với kênh Trấn Hưng TV nhá. Hôm nay thì Trấn Hưng đang bắt đầu làm bày ra để làm đèn trung thu nhá. Đây, cắt giấy vụn hết đây. Kéo kìm đủ các thể loại. Kéo kìm đầy các thủ loại ở đây nhá. Và kết quả đây nhá, đây Trấn Hưng vừa làm được cái đèn rất là đẹp đấy, ok chưa, quá là ok luôn đây đấy nha. Để xem cách thức làm trung thu nhá, các bạn là ai yêu quý Trấn Hưng thì đăng ký kênh nhá, để xem cách Trấn Hưng làm đèn trung thu nhá. Đây quý vị này, đó nhìn này, quay chậm chậm thôi nào. Đấy, thấy chưa, rất đơn giản đúng không? Đấy, chỉ bằng một cái lon bồ húc và lon trà bi đao nhá, Trấn Hưng đã có một cái đèn trung thu rất là đẹp. Dù nhẹ nhẹ thế nào. Đấy, rất đơn giản chưa? Ôi, quá là đẹp tuyệt vời luôn nhá. Đây, đây là Trấn Hưng TV của các bạn nhá. Các bạn có thấy to không? Các bạn thấy đèn lồng của Trấn Hưng đẹp không? Nếu thấy đẹp thì hãy đăng ký kênh để được nhiều video mới nha. Bye. Nào, đi nhẹ nhẹ cho các bạn xem đây nào. Đấy, kéo lên, kéo lui, cái tới, cái tiến, cái lui cho nó. Úi giời, quá tuyệt vời các bạn ạ. Ôi, Trấn Hưng làm cái đèn quá tuyệt vời luôn các bạn nha. Thật rất là đơn giản luôn mà quay rất là đẹp nha. Úi giời ơi, đẹp quá. Đẹp chưa? Đây các bạn này, nhìn rất đơn giản này. Đấy, đây là cái tay cán cầm này. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Đấy. Thấy chưa? Còn kia là Nguyệt Minh nhá. Nguyệt Minh thì làm được cái kính rất là đẹp. Nào đeo xem nào. Nào Trấn Hưng đeo kính của Trấn Hưng xem nào. Đấy, ui dồi ôi. Thấy chưa? Úi dồi ôi, hai cái kính rất đẹp nha. Và có cả đèn trung thu rồi nha. Năm nay thì chỉ rước quanh quanh ở nhà thôi. Úi dồi ôi, đẹp chưa? Nào chào tạm biệt các bạn đi. Và các bạn đăng ký kênh nhé.